Nhã Phương bất ngờ tiết lộ cuộc sống làm dâu cho nhà Trường Giang khiến ai cũng choáng. Vào chiều ngày 27 tháng 3, diễn viên Nhã Phương có buổi gặp gỡ chia sẻ về bộ phim ngắn do cô sản xuất và đóng vai chính. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện sau tin đồn sinh con gái vào tháng 1 năm 2019, nên nhận được nhiều sự quan tâm từ báo chí và công chúng. Nhã Phương tâm sự từ khi kết hôn từ cuối tháng 9 năm 2018, bản thân cô thay đổi khá nhiều, bớt mơ mộng hơn trước và luôn suy nghĩ về gia đình. Đôi lúc cô thấy mình chững lại, bị lạc đàn khi đi chơi với nhóm bạn thân. Người đẹp hiểu rằng cô cần dung hòa giữa gia đình và những sở thích cá nhân. Ngày xưa tôi thích nghe nhạc buồn, bây giờ không còn nữa. Nếu có thời gian sẽ suy nghĩ về việc làm phim, kinh doanh như thế nào. Trong dòng tâm sự, Nhã Phương thể hiện ánh nhìn hạnh phúc. Cô cho biết cuộc sống hôn nhân của cô hiện ổn định, vợ chồng đồng điệu. Những ồn ào tình ái của ông xã trước đây, Nhã Phương đều gác lại ở quá khứ, cùng chồng hướng về tương lai, vun đắp tổ ấm. Trường Giang cũng hết mực yêu thương và chăm sóc vợ. Đôi lúc Nhã Phương thấy còn hơn cả sự quan tâm mà cô dành cho anh. Anh Giang luôn yêu thích nấu những món ăn ngon với thực đơn khác nhau mỗi ngày. Nhiều buổi sáng thức dậy, tôi thấy anh đã chuẩn bị xong điểm tâm. Vợ chồng cứ thế ăn uống vui vẻ, có béo đôi chút lại cùng giảm cân. Chưa kể gia đình chồng luôn quý, cưng chiều con dâu, nên Nhã Phương cảm thấy may mắn được làm dâu ngay chính tại quê hương Quảng Nam. Trong cuộc sống vợ chồng, Nhã Phương và Trường Giang cố gắng chia sẻ mọi vấn đề, nhẫn nại lắng nghe để hiểu nhau hơn. Theo nữ diễn viên, đó là chìa khóa giúp họ gắn kết hơn trong đời sống hôn nhân. Nếu ngày trước mỗi lần được nhắc đến với tên gọi bạn gái Trường Giang mà bị lãng quên danh xưng riêng, Nhã Phương cảm thấy chút buồn lòng. Nhưng lúc này cô hạnh phúc được gọi là bà xã Trường Giang và chấp nhận lui về phía sau, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Điều đó khiến cô cảm thấy trưởng thành, chín chắn hơn so với thuở mới yêu nhau. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân kể thêm, vợ chồng cô có chung quan điểm không muốn công khai quá nhiều về chuyện đời tư, từ công việc bị sao lãng. Ngay cả chiều hôm nay khi tôi tổ chức buổi họp báo giới thiệu phim ngắn, anh Giang muốn đi cùng nên định dời công việc. Nhưng tôi hiểu việc anh ấy xuất hiện sẽ vô tình đẩy chuyện đời tư che lấp mất công sức nghệ thuật, nên tôi bảo anh cứ đi làm việc kiếm tiền, em đi làm một mình ổn mà, Nhã Phương giải bày. Thậm chí khi tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm 2018, nhiều bạn bè thân thiết từng giận dỗi, thậm chí chặn cả Facebook vì cho rằng vợ chồng cô giấu kỹ quá. Trước thông tin sinh con gái đầu lòng vào tháng 1 năm 2019, bà xã Trường Giang cũng khéo léo từ chối xác nhận. Cặp đôi mong muốn chờ đợi đến lúc phù hợp nhất sẽ báo tin vui đến truyền thông và người hâm mộ. Ai quen thân chúng tôi sẽ hiểu, cả hai chỉ chia sẻ điều gì khi chắc chắn nhất. Dù vậy, cô cho biết vợ chồng rất thích có con và dự định sinh 2 đến 3 đứa để nhà tràn ngập tiếng đùa của trẻ thơ. Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào cuối tháng 9 năm 2018, sau nhiều năm yêu nhau đầy sóng gió. Trong lễ cưới, nam diễn viên chia sẻ anh và Nhã Phương cố gắng hạnh phúc để bố mẹ hai bên yên lòng, không vì chứng minh với bất kỳ ai. Mới đây nhân kỷ niệm 5 tháng về chung một nhà, Trường Giang bày tỏ, trải qua bao sóng gió, ông trời đã để ta bên nhau và luôn vui vẻ hạnh phúc. Mong sao hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Ba điều ở Nhã Phương khiến Trường Giang trở thành người đàn ông may mắn nhất vì biết. Không có vẻ đẹp soái ca, lại vướng nhiều scandal tình ái. Nhưng Trường Giang sau đám cưới vẫn được nhận định là người đàn ông may mắn nhất vì biết vì có một người vợ như Nhã Phương. Điều gì ở Nhã Phương khiến nhiều người ganh tị với Trường Giang như vậy? Tài năng, xinh đẹp. Không ai có thể phủ nhận vẻ dịu dàng, nữ tính ở nữ diễn viên Nhã Phương. Thậm chí nhiều người còn đưa Nhã Phương vào danh sách những ngọc nữ làng điện ảnh có thể thay thế Tăng Thanh Hà. Điều đó đủ thấy tài năng thì vẻ xinh đẹp của Nhã Phương cũng là một ưu thế để xét. Nhận tượng với gương mặt đáng yêu và nụ cười kẹo ngọt thường xuyên xuất hiện trong những bộ hình PR có chủ đích, để rồi cứ thế làng giải trí Việt sẽ có thêm một hot girl Nhã Phương xuất hiện. Tuy nhiên, cách mà cô lựa chọn lại thuộc một trong những cách cơ bản và cũng gian truân nhất, đóng phim. Miệt mài từ vai diễn này đến vai diễn khác, các dự án phim điện ảnh cho tới truyền hình, năng suất làm việc của Nhã Phương hoàn toàn đối lập với những gì người ta thường hay nhìn vào cô, chứng tỏ sự chăm chỉ đôi khi vẫn chưa đủ nếu bản thân họ không có tài năng. Sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhã Phương không chỉ được khán giả công nhận mà còn khẳng định qua loạt giải thưởng danh giá. Là diễn viên trẻ, nhưng người đẹp sinh năm 1990 không ít lần được vinh danh ở các lễ trao giải uy tín. Trong đó không thể không kể đến giải nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình Cánh Diều Vàng 2016, nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2016, nữ diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2015, Mai Vàng 2016.
Vào tháng 9 năm 2016, nhà Phương gây sốt khi vinh dự là đại diện Việt Nam được xuất hiện trên thảm đỏ danh giá tại Hàn Quốc tham gia lễ trao giải Seoul International Drama Award. Đặc biệt, nữ diễn viên còn xuất sắc thắng giải thưởng ngôi sao châu Á với vai Yến Phương trong bộ phim Khúc hát mặt trời. Nhà Phương đã có cho riêng mình một sự nghiệp vững vàng, đủ để kiêu hãnh sánh đôi cùng bất kỳ ngôi sao giải trí nào. Lấy nhà Phương, danh tiếng, sức hút của Trường Giang thậm chí còn được nhân lên gấp bội chứ không hề cần san sẻ bớt. Cứ nhìn vào tần suất xuất hiện của cô trong các chương trình giải trí, các nhãn hàng, người ta hiểu được rằng nhà Phương sẽ không bao giờ là gánh nặng cho ai cả. Nói tới đây, hẳn nhiều người, đặc biệt là đàn ông, cũng đã không thể kìm nén sự ghen tị đối với Trường Giang. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là phần mở bài về nhà Phương mà thôi. Sạch scandal. Để nói về ấn tượng đầu tiên khi nhắc tới nhà Phương, chắc có lẽ sẽ gói gọn trong hai từ: xinh đẹp, ngoan hiền. Nhà Phương gây ấn tượng với công chúng nhờ tài năng, sự nỗ lực và đặc biệt là hầu như không dính bất kỳ một scandal nào. Đạo diễn Lê Hoàng, một người khá thân thiết với nhà Phương, đã chia sẻ về cô nàng như sau. Nhà Phương trong sáng đến mức hơi dễ bị lừa. Khuyết điểm của Phương là không có hoặc chưa có cuộc sống nhiều kinh nghiệm, nhiều đắng cay, nên Phương thường ai cũng dễ hiểu như mình. Phương là một thiếu nữ rất hiếm hoi có thể nhìn ra cái tốt từ cái xấu. Sự nghiệp của nữ diễn viên hầu như trong sạch, nếu không tính đến những câu chuyện bất tận kể từ khi cô bắt đầu mối tình với Trường Giang. Tuy nhiên, sau mọi scandal của người yêu, nhà Phương chỉ im lặng, cô từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghi án tình ái của Trường Giang. Nhà Phương vẫn vui vẻ đi sự kiện, đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội và dường như chẳng mảy may quan tâm. Đây là cách ứng xử chuyên nghiệp của một ngôi sao biết tôn trọng khán giả và dành trọn niềm đam mê cho công việc. Giàu có. Nhà Phương hiện đang là một diễn viên tài năng, được nhiều đạo diễn ưu ái chọn mặt gửi vàng. Khối tài sản mà nhà Phương tích cóp được sau vài năm làm nghệ thuật, dù không hề đồ sộ như nhiều cô nàng bằng tuổi khác, nhưng hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong tương lai. Ngoài đóng phim, với gương mặt khả ái, thì bạn gái Trường Giang còn được mời đóng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu. Không chỉ hoạt động nghệ thuật trong nước, nhà Phương còn tháp tùng bạn trai lưu diễn nước ngoài. Thu nhập trong mỗi chuyến xuất ngoại biểu diễn của cặp đôi Trường Giang nhà Phương là không hề nhỏ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên tuổi thanh xuân hiện đang đồng sở hữu một công ty riêng chuyên kinh doanh các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ cùng chị gái Bích Trâm và em gái Phương Anh. Dù có được một nguồn thu nhập lớn, nhưng nhà Phương cũng khá dè dặt trong chi tiêu bởi hiện tại cô vẫn còn phải lo cho gia đình và các em. Nữ diễn viên cũng dự định kiếm đủ tiền để xây nhà, đón ba mẹ lên Sài Gòn. Trường Giang tiếp tục chê thẳng mặt Harry Won sau scandal chọc ghẹo khiến vợ Trấn Thành bỏ quay. Đứng chung sân khấu sau những ồn ào về việc bất hòa, Trường Giang lại thoải mái chọc ghẹo Harry Won. Harry Won và Trường Giang hiện là cặp MC quen thuộc dẫn chung trong nhiều game show. Gần đây, cách dẫn của hai người trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Không ít những đồn đoán về việc Trường Giang và Harry Won mâu thuẫn, nhưng Mười Khó đã phủ nhận việc vợ Trấn Thành bất hòa không dẫn cùng anh sau màn đá xéo là vì có việc riêng. Trong tập mới của chương trình Ô Hay Gì Thế Này, với sự góp mặt của dàn khách mời gồm ST, Mâu Thủy, Kim Tuấn Kiệt, Minh Dự, Puka, Quỳnh Khuôn, bên cạnh các thành viên của chủ nhà là Trường Giang, Thúy Ngân, Harry Won và Đại Nghĩa. Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, vợ Trấn Thành tiếp tục đứng hình vì bị ông xã Nhã Phương đá xéo. Khi được chia sẻ về đội gồm Minh Dự, Mâu Thủy và Quỳnh Khuôn, Đại Nghĩa hào hứng khẳng định: "Trong đội, tôi là người đẹp trai nhất." Minh Dự lập tức phản ứng: "Sao lúc nào cái mặt của em cũng là nền tảng cho nhan sắc của anh vậy?" Để động viên Minh Dự, Trường Giang khẳng định nam diễn viên là người lạ nhất. Đồng thời, ông xã Nhã Phương không quên quay sang đá xéo Harry Won: "Còn em là người già nhất", khiến nữ ca sĩ ngơ ngác. Ngay sau đó, nữ diễn viên Puka tiếp tục thêm dầu vào lửa khi khẳng định: "Không sao chị, gừng càng già càng cay, không sao đâu chị." Đáp lại chia sẻ của đàn em, giọng ca Anh Cứ Đi Đi và Trường Giang nói: "Em mới chữa chị đó", khiến khán giả được phen cười không ngớt. Trong khi đó, nhiều khán giả khác tin rằng đây đơn giản là những câu chuyện mang tính hài hước trêu đùa giữa Harry Won và Trường Giang. Họ nhận xét, dù các tình huống chỉ mang tính gây cười và đùa vui, nhưng cũng nên có giới hạn, tránh gây ra những hiểu lầm với khán giả. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trường Giang chê bai Harry ngay trên sóng truyền hình. Bởi trước đó, anh đã không ngần ngại chỉ trích Harry khiến cô tức giận rời trường quay.